Chào mừng các bạn đã đến với vlog trải nghiệm TV của mình trong một buổi tối hôm nay. Cũng như thường lệ, mình xin chúc tất cả các bạn đang xem cái video của mình vào một buổi tối online thật vui vẻ nè. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình trong thời gian qua và đã bỏ ít phút thời gian quý báu của cuộc đời mình để xem hết cái video của mình làm. Và các bạn ơi, trong khi xem cái video của mình làm á, các bạn hãy giúp mình bằng việc là đăng ký kênh nè và bật chuông lên like video giúp mình. Còn những bạn nào xem video của mình thấy hay á, thấy có ý nghĩa thì chia sẻ video đó rộng rãi ra cho người thân nè và bạn bè để nhiều người biết tới mình hơn, để nhiều người mình được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Và mình sẽ làm video được tốt hơn. Và video review trải nghiệm của mình dành cho những người mới chơi nè, những bạn đang tập tành vào chơi, những bạn đang có ý là một vé đã trở về tuổi thơ. Thì còn những bạn nào và những anh bro nào đã VIP server rồi thì xin hãy bỏ qua cho em, hoặc là comment góp ý cho em biết thêm thông tin để em làm những cái video được hay hơn. Em xin cảm ơn. Bắn tung té luôn mọi người. Và một lát nữa mình sẽ nói mình bắn ở trên cái mảnh đất nào. Và để tiếp tục video hôm nay, các bạn chờ xem mình review xem coi server này được gì và đặc biệt có gì nhé. Đó. Và cũng như thường lệ thôi, các bạn muốn biết một cái server này nằm ở cụm máy chủ nào, server nào thì các bạn cho mình xin ít phút để nói về máy chủ và server đó nhé. Đẩy hết, không có gì ngoại lệ hết mọi người, cũng như mấy cái máy chủ khác thôi. Máy chủ này hội tụ anh hùng rất là đông đảo luôn mọi người, hội tụ anh hùng rất là đông đảo luôn. Và các bạn biết anh hùng gì không? Mình nói thứ nhất ha, anh hùng chơi rất là family cũng có luôn, và có những cái thành phần mà khỏe trẻ đó. Các bạn biết cái thành phần khỏe trẻ là thành phần gì không? Thành phần trẻ trâu đó, đậu phộng. Hầu như mình thấy game nào cũng có, mà server nào cũng hiện lên mấy cái tên ổng hết. Hầu như là đi đâu cũng có hết mọi người. Cái gì cũng vậy, có top nè, có xấu nè, có family, thậm chí cũng có những quyệt mà đờ mờ nó quá cay cú luôn mọi người. Những cái quyệt nào mà nó cay cú quá là nó ưa đờ mờ lắm, mà mình chả biết cái đờ mờ là cái gì, đậu xanh. Và thôi, không nói dài dòng lôi thôi linh tinh, mình xin giới thiệu đây là một máy chủ Lord Incarus. Và các bạn kéo xuống chọn server Icarus là các bạn sẽ bước chân vào được như mình ở trong màn hình đây. Server Icarus, một server rất là hoàn thiện, đồ rất là ngon lành, giá cả thì hợp lý cho cái túi tiền những anh nào mà sinh viên nè, cài cuốc nè, nó server này rất hợp luôn. Và cũng đến server Icarus này là các bạn cũng được hưởng cái điều lợi, đó là mới lần đầu tạo ạc là các bạn được 200 lần reset. Còn lúc trước nha, bây giờ thì nó đã thay đổi, nó đã nâng cấp nội công lên. Nó đã nâng cấp nội công lên. Server này các bạn nào ngay thời điểm này nó ra chừng khoảng 3 ngày mọi người. Ngay thời điểm này bạn nào mà tạo nhân vật mới sẽ được ưu đãi, nó sẽ được ưu đãi là 200 lần reset và relay 2 nhân 2 số buy-in là 40k. Đây, 40k nha mọi người. Mình chơi là 47k lọt trong đây luôn mọi người. 47k. Coi 47k với 2k là nó 49k, trên còn k là 50k luôn đó mọi người. 50k luôn.
khoai này bắn giả mang 50k mà đối về khoai ha, thì nó bắn thì thôi nhé luôn á mọi người, bắn là không có đường nào mà tả nổi luôn á. Hô mà khoai mà được 50k rồi thì thôi đi, đừng có mơ ha. Và có một điều thiệt thòi hơn là server Jupiter, là server Jupiter được 600 lần reset. Nhưng mà không buồn nhé, nhưng mà không buồn, không thiệt thòi gì mấy. Đổi lại là server bán đồ rất là whip mà lại rẻ. Đây, mình vô đây. Đó. Nó mấy cái này bán rất là rẻ mọi người. Nếu mà mới tạo vô mà có được như tầm này thôi ha, là mình đi bơi ca mà tạt dách luôn, tét dách luôn đó mọi người. Đổi lại là server này là cái lượng kinh nghiệm của các bạn farm quái tăng liver rất là nhanh so với bên Jupiter. Mà tại vì được cái này thì nó mắc cái khác nha mọi người, chứ không ai mà hoàn thiện hết nha. Mình vô mình coi tư gà, chào anh tư gà phó vui, tư gà rồi hai sói rồi mấy ông này, mấy ông top không à. Để mình chuyển cái map mình lên trên đây mình bắn cho nó sướng mọi người. Các bạn mới vừa tạo ạc cũng như cái server bên Jupiter thôi, mới vừa tạo ạc là các bạn sẽ nhận được một cái lượng Boeing làm reset lần đầu chứ. Reset lần đầu là các bạn sẽ được nhận Boeing là 40k, rất là ngon luôn nhé. Cái nói chung server nào cũng vậy nha mọi người, server nào cũng vậy. Các bạn muốn mua đồ thì cứ lại các cái điểm mà quyền thoại của mình thường mua. Tại vì những điểm đó là không xê dịch gì hết, chỉ xê dịch cái giá tiền của những cái món vật phẩm thôi. Còn mà các bạn nào đã chơi lần chừng rồi á, mình nói là các bạn đã chơi lần chừng ha. Như ví dụ là tạo lúc trước là chỉ có 200 lần đi, không có relay, gì bỗng gì chân á, thì các bạn đã chơi lần chừng đó ha, thì các bạn tạo nhân vật mới cũng được và các bạn xóa nhân vật cũng được. Nó tạo nhân vật mới thì cứ vào cái giao diện mà mình mới vô đó mọi người, chọn nhân vật để đánh đó mọi người. Ủa, anh BT luôn, anh BT không ta, canh tư gà nè, không biết anh có nóng đánh không. Không BT thì mình xuống bãi cuối nha mọi người. Có, cảm ơn anh luôn. Thì các bạn cứ vào nhân vật, cứ vào cái màn hình giao diện rồi chọn nhân vật, muốn chọn nhân vật nào cũng được, tùy ý Quỳnh nó. Và những bạn nào mà không muốn tạo nhân vật mới, chỉ muốn là xài con nhân vật cũ đó và hạ cái level thấp xuống, thì các bạn về map login cho mình, về map login chạy tới hai cái ông mà hai cái ông nó đứng ở đằng cái đứng đằng cái cổng 3 giờ, cái cổng 3 giờ gần cái thùng đồ mọi người, một ông đắt kim, một ông đẹp đắt quay đó, hai ông nào cũng đẹp trai. Và các bạn hãy nhớ gần cho mình, lúc nào cũng vậy, đẹp trai cũng đi đôi với file to, đậu phộng nó. Đẹp trai lúc nào cũng vậy. Khi lại đây các bạn muốn hạ lần reset, tại vì cái clip trước mình làm có vài bạn hỏi làm sao để hạ lần reset, thì các bạn thôi mình biến về luôn đi, mình biến về đang mình nói cho nó đâu đó gành ghẽ rõ ràng mọi người, mình biến về luôn đây. Các bạn biến về một cái map quyền thoại như vậy, một cái map này đi thẳng là anh đách quay này, rất là đẹp trai, có chữ đổi giới tính ha. Rồi vô đây các bạn cứ đổi phi ha, mỗi một lần đổi nó sẽ trừ cho các bạn là 30 lần, ba chục trăm reset, cứ đổi hoài đổi hoài. Và có một lưu ý nhỏ nha, có một lưu ý nhỏ là cái lượng reset là phải thấp hơn 5, tức là 4 là nhân vật của bạn mới xóa được. Rồi mình sẽ ghim một cái lệnh xóa trên cái trong cái màn hình video của mình nhé, các bạn vào đó tham khảo. Và một server nào cũng vậy và một bãi chai in nào cũng vậy. Mỗi server là đều giống bãi chai in, mà khác có một chỗ là cái kinh nghiệm của mỗi server là mỗi khác, cái kinh nghiệm tăng S đó mọi người. Cái kinh nghiệm mà để tăng cái lượng liver của mình cho nó nhanh á, nói là túm lại vậy đi.
cái lượng tăng level cho mình nhanh đó, thì mỗi server là cái người quản lý game, người ta sẽ cho cái lượng add ra khác nhau, được cái này thì mắc cái kia, mà những chỗ farm quái thì hầu như là đều tất cả như vậy hết. Các bạn thấy sướng không, một server mà mình mới tạo vô reset được một lần mà bắn như cái tầm này thì thôi luôn, cứ việc vào rồi trải nghiệm. Và khi mình đã xóa xong thì các bạn cứ vào tạo cho mình một cái con nhân vật mới, rồi làm các kiểu ha, làm tạo nhật mới nè, tùy ý muốn tạo con gì tạo, rồi vô làm nhiệm vụ cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó, muốn làm gì làm. Cấp 3 là sướng nhất, đậu phộng cái gì cũng vậy, cấp 3 là sướng nhất mọi người. Đó. Cấp 3 là sướng nhất. Và tạo xong các bạn vào chọn con nhân vật phụ, cái đó là ai cũng biết ha, để reset. Reset xong là các bạn sẽ được hưởng một cái lượng Boin, đó là 40k Boin. Và cái gì cũng vậy hết. Và các bạn nghĩ sao, các bạn nghĩ sao về một cái server Ikaros này đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho các bạn? Nó là mới tạo nhân vật vô là được tặng 200 lần reset, rồi relay 2 4 40k boin các kiểu. Đặc biệt là giá đồ nó phù hợp với cái túi tiền của người chơi. Và các bạn ngại gì mà không cho mình một vé về cái tuổi thơ, cho mình một vé về cái tuổi thơ nè. Và các bạn bước chân vào cái server Ikaros này để cảm nhận cái tuổi thơ đó bất diệt như thế nào. Nó một cái tuổi thơ nó rất là sôi nổi khi một cái server mới được tăng cái nội công. Đây là hai server mà mình gắn bó, mình đã gắn bó, mình cũng đã chơi, và mình sẽ về PR cho hai cái server này. Khi mà có gì đổi khác hay là thay đổi cho các bạn nắm biết tình hình, hai server này vừa tăng nội công mà tại vì mình dính líu bên Hago và Love nên mình không có review liền được, chậm trễ là 2-3 ngày, mong các bạn thông cảm. Và video PR cho một cái server nằm trong cụm máy chủ Lord Ikaros, server Ikaros luôn của mình sẽ xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn các bạn ở video clip lần sau. Bye bye.